nhà cung cấp bơm nước công nghiệp Minh Motor kính chào quý khách. Sau đây là hình ảnh một trong chín kho hàng động cơ điện máy bơm nước của chúng tôi tại Việt Nam. Xin trình bày tới quý khách giá của máy bơm nước 3 pha 18,5 kW 25 ngựa. Loại bơm của chúng tôi được lắp ráp từ motor điện xuất khẩu châu Âu. Hiện tại trong thị trường, các loại bơm nước 25 ngựa thường đạt lưu lượng bơm từ 27 tới 78 mét khối trong 1 giờ vận hành. Đường kính ống hút thông dụng là 76mm và ống xả là 60mm. Giá của bơm nước 25 ngựa điện áp 3 pha trên thị trường là khoảng 12,8 triệu đồng. Còn 20 ngựa thì khoảng 12 triệu đồng và 30 ngựa là khoảng 18 triệu đồng. Xin lưu ý đây là giá trung bình, còn giá chi tiết phụ thuộc vào chất liệu cánh bơm, phụ nguyên liệu chế tạo vỏ bơm. Riêng với sản phẩm của Minh Motor, quý khách được bảo hành 4 năm phần điện. Dựa vào các thông số trên, mong rằng quý khách có thể tìm cho mình một sản phẩm ưng ý, giá cả phải chăng, chất lượng bền nhiều năm. Quý khách có nhu cầu tư vấn xin liên hệ số điện thoại 098 1676 163. Chúng tôi có văn phòng tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng và chi nhánh tại các thành phố khắp cả nước để phục vụ quý khách.